Đầu tiên chúng ta sẽ bật điện thoại lên và vào ứng dụng YouTube. Và sau đây mình sẽ kiếm một cái video nào ngắn ngắn xíu để tài làm mẫu cho anh em xem. Mình sẽ tải cái video hành trình về thăm quê của Lindo. Đầu tiên là mình sẽ chỉ cho anh em cái cách thứ nhất vào sao chép đường dẫn. Sau khi anh em sao chép xong, chúng ta sẽ thoát ra cái màn hình chính của điện thoại. Vào ứng dụng video download. Ứng dụng này anh em có thể tải trên CH Play. Sẽ mở video download lên. Rồi chúng ta sẽ dán cái đường link lúc nãy chúng ta mới sao chép lại. Rồi chúng ta ấn xuống cái nút xanh bên dưới, nó sẽ hiện lên cái mức độ phân giải mà chúng ta sẽ chọn để mà download cái video về. Đó chúng ta ấn vào chữ download. Rồi bây giờ nó đang tải về đó, đó anh em. Đây. Do cái mạng wifi chỗ mình nó hơi yếu cho nên hơi lâu tí. Anh em bật cái ứng dụng để mà tải xuống á thì nó sẽ hiện những cái quảng cáo kiểu này thì anh em đừng có quan tâm nó kệ nó. Đây là một số video mà mình đã tải trước để mà xem để lại trong máy. Những cái mà mình cảm thấy cần phải lưu giữ lại để mà khi nào cần thiết thì đem ra xem lại. Mình sẽ tải về máy. Cuối cùng thì video cũng đã tải xong rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ vào cái chỗ thư viện để kiểm tra xem cái video mình đã tải xuống. Đây. Đây. Anh em có thể thấy đây là cái video mà lúc nãy mình đã tải xuống đó. Cái việc của mình tải xuống điện thoại sẽ không phụ thuộc vào cái việc mình gia hạn giống như mà mình tải xuống kiểu ngoài tuyến á. Cho nên anh em cứ thoải mái mà xem thôi. Sau đây sẽ là cách thứ hai mà mình sẽ chỉ anh em cách download về điện thoại. Đầu tiên mình vẫn sẽ vào cái chỗ chia sẻ. Rồi mình sẽ xuống cái ứng dụng Tube Master. Sau khi mình lên ứng dụng này thì nó sẽ tự động chạy đến những cái trang kiểu này này anh em. Đó. Đây cũng là cái độ phân giải mà anh em muốn tải về. Mình sẽ ấn vào cái chỗ nút độ phân giải 640 nhân 360 đó, rồi ấn vào biểu tượng download. Và đây là cái video mà nó đang tải xuống anh em. Chúng ta chờ trong chốc lát nhé. Rồi ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào thư viện, vào chỗ download đó, vào kiểm tra lại cái đó. Anh em thấy có hai cái video không? Đấy. Đây là hai cái cách mà bình thường người ta sẽ tải về điện thoại mà không bị ảnh hưởng bởi cái việc gia hạn ngoài tuyến. Sau đây mình sẽ chỉ anh em thêm một cái cách mà tải video từ Facebook về điện thoại. Đó. Ví dụ mình muốn tải cái video này về điện thoại. Đầu tiên anh em cứ ấn vào video, vào chỗ chia sẻ. Đó. Vào cái chỗ mà sao chép liên kết. Rồi tiếp tục thoát ra và vào ứng dụng video download giống như cái mình tải video từ YouTube về đó. Rồi tiếp tục ấn cái đường link vô, dán đường link vô. Đó, cái này lúc này nó sẽ hiện tới cái video mà lúc nãy anh em mình muốn tải á. Tiếp tục mình sẽ ấn vào cái biểu tượng download, ấn vào download. Rồi, lúc này video đã bắt đầu chạy rồi đó anh em. Thì trong lúc chạy nó sẽ hiện những cái quảng cáo như lúc nãy mình nói đó. Đó, video đã tải xuống thành công rồi. Mình sẽ vào kiểm tra coi cái video mình tải xuống. Vào album ảnh đi. Album rồi xuống khu vực download á. Cái folder download lúc nãy đó. Đó. Đó, anh em thấy không? Đây là cái video mà mình lúc nãy mình tải xuống đó. Thì đây cũng là một cái cách mà mình tải cái video từ Facebook xuống để mà xem trên điện thoại á, mà không bị ảnh hưởng bởi việc
gia hạn hay là có mảng mới xem được. Thì cái này là không cần thiết, mình chỉ tải xuống là anh em xem thoải mái. Nếu anh em cảm thấy hay thì ủng hộ kênh để mình tiếp tục ra được những cái mèo hay nữa.